Thế giới hoàn mỹ tập 378, bốn trí tôn trẻ tuổi. Thạch Hạo vẫn luôn biết trong lòng đất của Thư viện Thiên Thần có tiên phủ chưa từng bị khai quật, thậm chí hắn còn từng nhìn thấy đại trưởng lão thả câu, lấy thánh dược làm mồi, muốn dụ một con sinh linh bên trong động phủ tiên gia trong lòng đất kia ra, kết quả mấy năm cũng không quả. Động phủ này rất thần bí, ngay cả đại trưởng lão công tham tạo hóa trong thư viện cũng không thể mở ra phong ấn của nó, có thể thấy được nó vững chắc cỡ nào, không thể lay động. Không cần suy nghĩ nhiều, bên trong có bảo tàng tiên gia kinh người, nếu không, sẽ không khó mở ra như thế. Thời gian lưu chuyển vô tận mà đại trận thời cổ kia vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại, chặn lại bước chân của tất cả mọi người. Ôi, thật là khiến người ta cảm thấy uất ức mà, rõ ràng đây là di tích tiên gia cả thư viện thiên thần ta, nhưng giờ chắc chắn lại bị thiên tài của hai viện lấy đi, chúng ta hơn phân nửa sẽ không nhận được bất cứ thứ gì rồi. Ai bảo chúng ta không bằng người ta chi, ai có thể chặn được những kỳ tài tuyệt thế được xem là trí tôn kia, chỉ cần một người đã đủ quét ngang tất cả đệ tử thư viện thiên thần hiện giờ, không cách nào chống lại được. Một vài người trẻ của thư viện thiên thần đang bàn luận, trong giọng nói tràn ngập sự ủ rũ, bọn họ ở các tộc tuyệt đối là thiên tài trói mắt nhất, vì vậy mới có thể được đưa đến chỗ này. Nhưng mà, sau khi trải qua sự chọn lựa của hai viện, bọn họ là những người bị vứt bỏ, không vừa ý tiên viện và thánh viện, nói theo một ý nghĩa nào đó là những người thất bại. Hiện tại động phủ tiên gia trong lòng đất của thư viện cũng bị ba viện liên thủ thăm dò, mà bọn họ lại phải trở thành người ngoài, không có tư cách tranh giành, muốn tới gần cũng không thể bởi vì tuy không có quy định nào nhưng những người tiến vào động phủ đầu tiên chắc chắn là trí tôn trẻ tuổi của hai viện đến khi học sinh của thư viện thiên thần được xuống thì có khi đã chẳng còn sót lại chút gì ha ha, đây không phải đạo huynh của tộc mãng ngưu sao ô còn có sư đệ của tộc hoàng kim cự tượng xem các người ăn năn hối hận thật là khiến người ta thương xót mà cách đó không xa có người mang theo nụ cười nhạt đi tới lộ ra một hàm răng trắng như tuyết rất là sán lạn bất quá lại làm cho mấy người đang bàn luận cảm thấy rất không thoải mái người của tiền viện thanh niên tộc mãng ngưu hỏi hắn vô cùng cao lớn vạm vỡ mái tóc màu tím rất dày trên đầu còn có hai cái sừng lớn hướng thẳng lên trời mặc dù là hình người thế nhưng vẫn mang theo một vài đặc thù của chủng tộc mình chẳng hạn như một đôi mắt đặc biệt lớn mà giọng nói thì rất vang dội tựa như sấm đang nổ vang Người trẻ tuổi đến từ Tiên Viện cười cợt, nói: Thực ra các ngươi muốn vào Động phủ Tiên gia cũng không thành vấn đề, có thể theo chúng ta đi vào. Người có ý gì? Một tên học sinh khác của Thư viện Thiên thần hỏi. Da dày hắn vàng óng, thể trạng càng cao to cường tráng hơn. Hắn là thiên tài của tộc Hoàng Kim Cự Tượng. Từ lâu đã có nghe, bộ tộc Mãng Ngưu và bộ tộc Hoàng Kim Cự Tượng có sức mạnh vô cùng lớn, có thể cõng núi sông bước đi dễ như ăn cháo đến lúc đó các ngươi có thể giúp chúng ta rồi khi tiến vào động phủ thì có thể vận chuyển một ít vũ khí hạng nặng thời cổ người trẻ tuổi cười ha ha thanh niên tộc mãng ngưu giận dữ hai cái sừng trên đầu phát sáng hắn rất muốn tát một cái vào mặt người này thực sự là khi người quá đáng xem bọn họ là gì chứ giúp người tiên viện mang vác vũ khí hạng nặng căn bản không có đề cập đến việc bọn họ cũng là người tranh giành quá khinh người cho rằng bọn họ là những con vật chở hàng thô tục thậm chí là súc vật hay sao đạo huynh đừng suy nghĩ nhiều cũng đừng nóng giận có thể trong nhóm đầu tiên tiến vào động phủ tiên gia đã rất tốt rồi nên biết các ngươi đang giúp mấy vị trí tôn trẻ tuổi vận chuyển vũ khí hạng nặng ra ngoài đó người trẻ tuổi này vẫn cười như cũ một dáng vẻ rất ôn hòa thanh niên tộc mã ngư tính khí nóng này, lỗ mũi phun ra hai luồng khí trắng, người trẻ tuổi của tộc Hoàng Kim cự tượng kéo hắn lại, sau đó nói với người kia, các ngươi có không gian pháp khí, món đồ gì không thể mang được, cần gì chúng ta, không phải là để chúng ta làm bia đỡ đạn đấy chứ. Người suy nghĩ nhiều rồi, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, tiền bối của thư viện thiên thần ở bên ngoài, ai dám làm như vậy, chỉ là bởi vì, đồ vật trong động phủ tiên gia không phải nói giữ là có thể giữ được có vài vũ khí cổ chỉ có thể vận chuyển. Khi người quá đáng, thanh niên tộc mãng ngưu gầm nhẹ. Tùy các ngươi nghĩ gì thì nghĩ, không muốn thì quên đi, bất quá đến khi thế giới này biến đổi, ba viện sẽ hợp nhất, ta cảm thấy. Các ngươi vẫn nên cố gắng ở chung trong hòa bình với một số cao thủ tiên viện, người kia thản nhiên nói, sau đó rời đi người của thư viện thiên thần trong lòng khó chịu, cảm thấy căm phẫn, tình thế làm sao lại như vậy, thư viện thiên thần bây giờ không có một người nào được coi là cao thủ, căn bản là không có cách nào cạnh tranh với hai viện. Thiên tài mạnh mẽ nhất đều tiến vào tiên viện cùng thánh viện, thư viện thiên thần bây giờ đã trở thành bình thường từ lâu rồi, trong những đệ tử muôn đồ đã không còn cao thủ kinh diễm, đệ tử hai viện trước giờ đã không để bọn họ vào mắt. Đây là một chuyện phát sinh trong một góc nhỏ nhưng cũng đủ để chứng minh tình trạng hiện giờ. Thạch Hạo đi ngang qua nơi này thì cũng không nói gì, không biểu thị gì, chỉ gặp thoáng qua bọn họ, bởi vì hiện nay loại đánh nhau vì thể diện này sớm đã không được hắn để ở trong lòng rồi. Kẻ địch mạnh mẽ là ai, kịch biến thật sự là khi nào, đại chiến trong tương lai sẽ thảm liệt tới trình độ ra sao, đó mới là những chuyện hắn quan tâm. Các người nói, hiện tại ai là người số một, ai có thể nghĩ tới, đời này lại nhanh chóng xuất hiện nhiều kỳ tài ngút trời như vậy, trước kia im lìm. Thế mà trong hai năm qua, từng người dung hợp hạt giống cổ xưa hoàn mỹ, từng người lần lượt thành công, thực sự là chuyện lớn khiếp sợ xưa nay. Có người đang cảm thán, nói đến sự rầm rộ trong hai năm qua mà trong lòng phập phòng. Trong hai, ba năm qua, không ngừng có kỳ tài của tiên viện dung hợp hạt giống đại đạo thành công, mà đều là những hạt giống vô thượng của kỳ nguyên tiên cổ, đã chấn động tất cả người trong thiên hạ. Ai có thể nghĩ tới những hạt giống cổ xưa dành trần thế gian của trên một kỷ nguyên lại truyền thừa được đến đời này, lần lượt xuất hiện, đồng thời được người kế thừa một cách hoàn mỹ. Bởi vậy có thể đoán được, tiền viện quả thực đã bỏ ra giá cả rất lớn, nếu không sao có thể đủ thu được. Trước kia còn có người cho rằng đời này không bằng tiên cổ, nhất định phải lấy máu bi thảm nhuộm đỏ đất trời, sẽ kết thúc trong tắm tối. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy một vài kỳ tài tuyệt thế xuất hiện thì rất nhiều người nổi lên nhiệt huyết, một vài lão quái vật còn tràn ngập chờ mong. Ta cảm thấy, từ nhật thiên quân có thể sẽ quân lâm thiên hạ, đương nhiên cũng có thể là tiểu thiên vương sẽ là đệ nhất thiên hạ, có người mở miệng nói. Có người phản bác, nói, những người các ngươi nhắc tới đều là người của tiên viện, ta lại không cho là như vậy, thích cố đạo nhân có thể sẽ là một người vô địch, không ngừng đánh vỡ cực cảnh, đã lột xác đến trình độ không thể nào tưởng tượng được có thể nói là vô địch đương thế pháp. Thích cố đạo nhân, chính là đạo sĩ trẻ tuổi thích mặc áo bào màu xám, gương mặt luôn nghiêm nghị, không có bất kỳ nói cười gì đó hả. Nghe nói là rất mạnh, yêu ta đến thái quá, thế nhưng ta không cho rằng hắn là đệ nhất thiên hạ, ít nhất chỉ trong thánh viện đã có người ở trên chứ không hề kém hắn. Bên cạnh có người đứng ra nói. Người không phải là đang nói người kia đấy chứ, tiểu thánh nhân từ nhỏ đã nổi tiếng cùng tiểu thiên vương của tiên viện, sau đó vẫn bế quan không ra chứ gì. Đúng, chính là hắn, 10 năm trước đã được xem là tiểu thánh nhân, huống chi là hiện tại. Đúng, ta cũng nghe nói đến người này, mấy năm gần đây rất biết điều, nhưng mà hiện tại, hắn chưa chắc đã mạnh hơn Thích Cố đạo nhân, Thích Cố đạo nhân hiện giờ đã phá tan cực cảnh của rất nhiều cảnh giới lớn, niết bàn mấy lần, tựa như phượng hoàng sống lại vậy, lần sau mạnh mẽ hơn lần trước, Từ Lâu đã không thể nào tưởng tượng được rồi. Mấy người đang bàn luận nói đến mấy tên kỳ tài, nhưng mà đều là những người trước đây Thạch Hạo đều chưa từng ngay qua, hắn không thể không cảm thán, biến hóa thật sự rất lớn. Đồng thời, hắn cũng biết, hắn đã rời đi hơn 2 năm gần 3 năm, khoảng thời gian này cũng không tính là quá ngắn, ngoại giới mây gió đã biến ảo. Ồ, nói đến, các ngươi có thể đã bỏ sót một kẻ đáng sợ, cũng là người của Thánh Viện, được xem là thiên kiêu một đời, không gì sánh được, chắc là có thể dùng sức của mình để ép các lộ anh hùng. Ai? các ngươi chắc phải biết thiên tri kiêu nữ vương hy của trường sinh thế gia chứ, có một người chồng chưa cưới ở ngay trong thánh viện, tên là Kim Triển, ta nghĩ chắc có mấy người đã từng nghe nói đi. Ngay lập tức có vài người nghi hoặc, người cá biệt thì lại hít vào một hơi lạnh. Kim Triển, người này còn sống à? người chắc chắn chứ, có người kinh ngạc hỏi. Đương nhiên còn sống, nếu không, người trong tộc của Vương Hy Tiên Tử làm sao nói đến chuyện suy ra, chắc chắn là còn sống. Có người dùng giọng chắc nịch khẳng định ta còn tưởng rằng là có một người khác nữa chứ, thì là tiểu thánh nhân à. Nguyện lai chồng của nàng là Kim Triển, nếu người này còn sống thì sau này ai dám đắc tội vương gia, ai dám động đến vương hy tiên tử, có người liên tục than phục, vẻ mặt hồi hộp mà phấn chấn. Ai cũng không nghĩ tới, một người trong truyền thuyết lễ ra đã chết đi lại còn sống trên thế gian. Kim Triển là một anh kiệt truyền kỳ trong thánh viện, không biết là người của tộc nào, chỉ biết là có hình người, mạnh đến mức không thể nào tưởng tượng được. Được coi là thiên kiêu một đời Hắn từng trong vòng nửa năm phá cực cảnh của hai cảnh giới lớn Cố gắng tiến lên một bước, tái tạo đỉnh cao Sau đó, nghe đồn hắn muốn trong vòng nửa năm tiếp tục phá hai cực cảnh nữa Hình như là muốn dung hợp 10 động thiên làm một Còn muốn khắc vào cơ thể sát trận vốn có vô thượng Cuối cùng lại xảy ra vấn đề Một ngọn lửa đại đạo xuất hiện đốt cháy thân thể khiến hắn chết oan chết uổng Có thể nói, người này rất khủng khiếp chỉ là vì yêu cầu với chính mình quá cao nóng lòng muốn nhanh chóng thành công mà dẫn đến người chết đạo mất hiện tại nghe có người nhắc tới là hắn vẫn còn sống trên đời thì sao không khiến người ta kinh ngạc được tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi liên hồi mọi người biết rõ ai là đệ nhất thiên hạ thật khó nói rồi thạch hạo kinh ngạc lại còn có bí ẩn cỡ này nghe mọi người bàn tán hắn cảm thấy hai viện đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp có một vài dị nhân ẩn cư à nhắc tới kim triển nói về vương hy ta lại nghĩ tới tên còn lại ai hoàng cái tên này vừa ra tất cả mọi người đều sững sờ đã rất lâu rồi ít có người nhắc tới cái tên này gần ba năm nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm thế nhưng ở thời đại gió nổi mây phun nhân kiệt xuất hiện lớp lớp này cường giả thật sự rất dễ dàng bị người quên lãng bất quá hoàng dù sao cũng là người đặc thù mới vừa nhắc tới rất nhiều lời đồn liên quan đến hắn lập tức lại hiện lên trong lòng của những người này, trong lúc nhất thời lại có chút ngẩn ngơ. Người này thật đáng tiếc, dù gì cũng là nhân kiệt một đời, chỉ là vật đổi sao rời, hắn đã trở thành quá khứ, có người lắc đầu cảm khái. Các người nói xem, nếu năm đó hoang tiến vào tiên viện, đồng thời đạt được một hạt sống hoàn mỹ, thì bây giờ sẽ là cảnh giới gì, sẽ có địa vị cao thế nào? Ta nghĩ, sẽ rất mạnh, vô cùng mạnh hắn sẽ có một vị trí trong những trí tôn trẻ tuổi có điều thật đáng tiếc chiến tích mạnh mẽ và kinh người của thạch hạo trước đây khiến người ta khó quên đã 3 năm qua đi nhưng khi nhắc đến hắn thì khiến cho người ta mang theo tâm tư phức tạp ha ha ta cảm thấy nếu như hắn thật sự đi tới tiên viện đạt được một hạt giống hoàn mỹ và cũng thành công dung hợp sau đó xuất quan thì hiện tại chắc chắn sẽ có phiền toái lớn sẽ không thoát khỏi sự trấn áp của thiên kiêu một đời kim triển có người nhắc tới vấn đề này Ừ, có thể sẽ như vậy thật. Có người gật đầu, rất nhiều người đều biết, giữa Hoang và Vương Hy Tiên Tử từng xảy ra bất hòa, người của Vương Gia đã từng nhằm vào hắn. Thậm chí trên đầu hắn còn từng đội qua kim cương chát, mục đích là muốn thu hắn làm tôi tớ. Năm đó, chuyện này từng rộn lên, rất nhiều người của Thư viện Thiên Thần đều biết, mà chính vì thế, Hoang đã từng áp chế Vương Hy, cô nam quả nữ đã ở chung một đêm. Rất nhiều người từng nghe nói, Hoang là vì cọ rửa sự sỉ nhục mà vương gia ban cho hắn, nhưng cũng vì vậy mà đã sâu sắc đắc tội với gia tộc trường sinh này. Cũng có người lắc đầu, nói, chưa chắc, Kim Triển là thiên kiêu một đời nên có lòng dạ cao thượng, khí phách lớn lao, sau khi xuất quan chưa chắc sẽ đi tìm Hoang để gây phiền phức. Đáng tiếc, vật đổi sao rời, Hoang đã từng... Có người lắc lắc đầu, rất cảm khái, đã 2-3 năm trôi qua, mọi người dung hợp hạt giống vô thượng đều xuất quan hết cả rồi, mà người không có hạt giống hoàn mỹ lại mai danh ẩn tích, không cần suy nghĩ nhiều cũng đã có kết luận. Hoàng đã biến mất, không xuất hiện nữa, kết cục có thể đoán được. Con đường là do người tự chọn, không thể trách người khác, ngày đó tiên viện không cho hắn hạt giống hoàn mỹ, nếu hắn lựa chọn gia nhập thánh viện ta thì sao lại như vậy, cũng chỉ là một cục diện khác mà thôi, có người lạnh nhạt nói quên đi, sau khi gia nhập thánh viện, Hoàng có thể đạt được tâm huyết của chân long, có thể đạt được máu huyết cực kem của thiên giác nghị sao? Chắc chắn không được, đều đã bị mấy người thích cố, tiểu thánh nhân giữ lấy rồi, có người nói. Cách đó không xa, dòng sông xanh lóe lên, sương mù mông lung lan ra, cũng nhuộm một màu xanh thăm thẳm, trông vừa lành lạnh mà vừa thần bí. Ở đó, xuất hiện một bóng người mông lung, vóc người vô cùng cao thon hai chân rất dài quần áo màu xanh lam phất phới cũng không thể che lấp được đường cong thu hút kia đây là một cô gái trông chỉ trừng tròn đôi mươi da thịt trắng sáng như tuyết đẹp đẽ như ngọc thạch bước ra từ trong sương mù xanh lam nhìn kỹ thì con ngươi của nàng cũng là màu xanh lam đồng thời mái tóc dài tựa như gận nước màu xanh lam óng ả à mà mềm mại theo gót sen huyền chuyển của nàng là mái tóc dài màu xanh lam gợn lên từng làn ánh sáng lộng lẫy óng ánh hoàn toàn chính xác nữ nhân này hết sức xinh đẹp làn da trắng trong cặp mắt linh động to tròn và đẹp đẽ lồng mi rất dài chớp chớp như ánh ban mai sán lạn là nàng làm tiên công chúa của trường sinh thế gia làm tộc có người nhận ra thân phận của nàng nên thấp giọng kinh ngạc thốt lên dẫn đến một trận bàn tán sôi nổi tất cả mọi người đều xoay người lại nhìn chằm chằm về phía nàng không chỉ bởi vì nàng phong hoa tuyệt đại tuyệt sắc khuynh thành mà còn vì nàng là một nữ trí tôn một người trẻ tuổi cực kỳ mạnh mẽ thật sự. Nàng từng đấu một trường với tử nhật thiên quân, chỉ một trường mà đã tước mất một ngọn núi trong rừng đá Bắc Hải, nên biết rằng chỗ đó vững chắc bất diệt, khó có thể lay động. Năm tháng dài đằng đẵng tới nay, rất nhiều người từng đi tới nơi đó để viết tên lưu niệm, biểu lộ cảnh giới cao thâm và mạnh mẽ của chính mình, cảnh giới khác nhau đối ứng với rừng đá khác nhau. Đó là một địa phương cổ xưa thần thánh ít ai có thể hủy diệt rừng đá nơi đó chứ đừng nói chi là những ngọn thần sơn phía sau làm tiên từng quyết đấu với tử nhật thiên quân một trường mà không phân thắng thua dùng thế hòa thu tay lại hai người cũng không tiếp tục đánh nhau ngoại rơi suy đoán bọn họ kiêng kỵ lẫn nhau vốn cô gái này chỉ vì vẻ đẹp tuyệt thế mà nổi tiếng nhưng từ sau trận chiến này đã chấn động thiên hạ tất cả mọi người đều biết đến sự vũ dũng của nàng trong thì nhu nhược mềm yếu xinh đẹp như tiên nhưng kỳ thực lại là người mạnh mẽ thế gian hiếm có. Nàng dung hợp được một hạt thiên khung trùng như một viên kim cương xanh lam khi hạt giống này xuất hiện trên đời đã từng nhuộm cả tiên viện thành màu xanh lam như bầu trời. Ai cũng không biết hạt giống này đi đâu, mãi đến tận khi Lam Tiên dung hợp thành công rồi chiến đấu cùng từ Nhật Thiên Quân một trận thì mọi người mới bừng tỉnh. Có người nói nhỏ, nhắc tới lai lịch hạt giống đại đạo của Lam Tiên cách đó không xa, ánh mắt thạch hạo lấp loé, hắn cảm nhận được rõ ràng sự mạnh mẽ của cô gái này, đây chính là thực lực của trí tôn trẻ tuổi hiện nay sao? Tuy nhiên hắn cũng biết, làm tiên đã thu lại khí thế tuyệt thế của mình, nếu không, nhất định sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Mặc dù hắn có thể thăm dò ra một phần, nhưng cũng hoàn toàn là nhờ vào linh giác cái gọi là thiên khung trùng, vào thời cổ đại đã được xem là cao quý không thể tả, hạt giống dám đặt tên là thiên khung thì sao có thể không chấn động thế gian. Chỉ mỗi hạt giống này mới được đặt tên là thiên khung. Tại quá khứ, hạt giống hồng mông tử khí được coi là hạt giống tuyệt đối có thể làm cho người ta hợp đạo vô địch, cuối cùng có thể thành tiên, trường sinh bất tử, là một hạt giống vô địch, mà đối lập với nó chính là hạt giống thiên khung hạt giống thiên khung này được cho hạt giống được trời xanh truyền lại cho con cháu là quà tặng giá trị nhất, có thể đối đầu với hạt giống hồng mông tử khí uy chấn nhân gian. Bây giờ, cô gái này đã tự mình chạy tới thư viện thiên thần rồi, chuyện này có nghĩa là các trí tôn trẻ tuổi đều sắp xuất hiện cả sao, tất cả mọi người đều rất chờ mong. Từ Nhật Thiên Quân, Lam Tiên, Tiểu Thiên Vương, Đại Tu Đà, tên tuổi hiền hách của bốn người này rung động cửu thiên thập địa, đại biểu sức chiến đấu mạnh nhất của tiên viện. Ngoài ra, còn có thích cố, tiểu thánh nhân, cùng với thiên kiêu một đời kim triển, ba người này một người mạnh hơn một người, đã từng mấy lần niết bàn, không thể suy đoán sâu cạn. Ai là người số một hiện nay, ai thật sự là đệ nhất trí tôn thế hệ trẻ. Rất nhiều người đều đang lén lút nghị luận, đồng thời cực kỳ cấp bách khát khao biết được đáp án. Trong mấy ngày qua, ngay cả những nhân vật già cả cũng đang lén lút đàm luận. Kỳ thực, còn phải điền tên của đời sau người bảo vệ là Độc Cô Vân, cùng với thập quan vương thiên tử, còn có trích tiên thần bí nhất kia. Có người nhẹ giọng than thở, bởi vì ba người này cũng không hề đi rừng đá Bắc Hải lưu lại tên, hơn nữa trước đó cũng không có chiến tích đặc biệt huy hoàng chấn động thế gian, không được người biết rõ. Thế nhưng, tất cả mọi người đều biết, bọn họ nhất định rất mạnh, hơn nữa mạnh đến không biết được lai lịch thật sự. Trích tiên thì quên đi, không nghe nói hắn đạt được hạt giống hoàn mỹ nào, nhưng thập quan vương thì chắc chắn cực kỳ khủng khiếp, dù sao cũng đã dung hợp được cây non thế giới thụ mà. Nói những thứ vô dụng này làm gì, sự thật ra sao, ai có thể biết được toàn bộ, ta cảm thấy còn có người cá biệt không lộ ra lá bài tẩy thật sự đâu chứ, sẽ có người mạnh hơn nữa cũng khó nói. Chỉ là tùy ý nhắc đến thôi mà đã liệt kê ra 10 cao thủ lớn, bọn họ là những nhân vật tiêu điểm được mọi người nhắc tới trong hơn 2 năm qua. Ồ, 10 cao thủ cơ đấy, có vài người có thể thay đổi một chút bởi vì còn có cao thủ ẩn mình, tuy vậy ít ra thì 6, 7 người đứng đầu vẫn là rất chuẩn, không dễ bị người thay thế. Chẳng hạn như cựu U Ngao, tuy rằng đã từng thua dưới tay Thạch Hạo, thế nhưng có người cho rằng hắn có thể có tư cách tiến vào hàng ngũ 10 cao thủ lớn. Ngoài ra, nghe đồn trong thánh viện có một thiếu niên tên là Dịch Nghĩ phù hợp với máu huyết có sức mạnh cực điểm của thiên giác nghĩ, thần lực cái thế, dũng mạnh vô địch thiên hạ, chắc chắn sẽ mạnh đến độ không gì sánh được ngoài ra có người tin tưởng đạt được hạt giống âm dương là một người khác chứ không phải là trích tiên mà bọn họ từng cho rằng người kia dung hợp âm dương bước đầu hình thành hỗn độn có tư chất cái thế cứ như vậy mọi người liệt kê ra mười mấy người đều có tư cách tiến vào hàng ngũ mười cao thủ lớn từ nhật thiên quân làm tiên tiểu thiên vương đại tu đà của thánh viện thích cố tiểu thánh nhân kim triển của tiên viện những người này đã chắc chắn tuyệt đối là những người siêu tuyệt còn có Thập Quan Vương Thiên Tử, Trích Tiên, còn cháu người bảo vệ là Độc Cô Vân, cùng với cựu U Ngao từng đại chiến mấy ngàn hiệp với Thạch Hạo nhưng lại thất bại đáng tiếc, lại thêm mấy người như Dịch Nghĩ hay người bí ẩn dung hợp hạt giống âm dương. Xẹt. Cách đó không xa, ánh sáng năm màu rực rỡ bắn ra, vô cùng chói mắt. Lúc này một đám người liền vọt tới, tiếp theo tất cả mọi người đều liếc sang, sau đó tất cả cùng chuyển động, bởi vì bọn họ đã cảm giác được khí tức tiên đạo đậm đặc là từ trong lòng đất trào ra. Ai cũng biết, lòng đất của Thư viện Thiên Thần có một tòa tiên phủ vẫn chưa hề mở ra, giờ này khắc này, sao không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Ao bùn Có người kinh ngạc thốt lên là địa phương mà đại trưởng lão thích thả câu nhất rất nhiều người đều vẫn suy đoán, lối vào tiên phủ hơn phân nửa là ở chỗ đó, bây giờ ao bùn phát ra tiên quang đã nhanh chóng dẫn đến náo động. ầm, ừ. Cuối chân trời, một dòng sông đỏ dâng trào, mang theo cầu vòng vàng ống bay tới. Ở đó có một cái bình bát bằng vàng dòng xuất hiện đè ép xuống phía dưới, muốn bao trọn lấy ao bùn. Là, đại tu đà có người thất thanh la lên, người đạt được xá lợi tử của cổ tăng đã xuất hiện, người được cho là chắc chắn đạt được thân thể bất diệt, sẽ trở thành tiên tăng. Cái bình bát kia chính là minh chứng cho truyền thừa của cổ tăng, là đại tu đã dùng bảo thuật ngưng tụ ra, có thể thu nhật nguyệt ngân hà, lúc này hắn muốn thu ao bùn nhão. Vèo Ánh xanh rái lên, sương mù thần bí khuấy động, ở đó có một tiên tử áo lam đang nhẹ nhàng dương ống tay áo rộng lớn ra đánh văng bình bát, nàng đứng ở đó đường cong mềm mại trên thân thể động lòng người không ngừng phập phồng, mị lực kinh người, chính là làm Tiên. Không ai từng nghĩ tới, ao bùn vừa mới xuất hiện khí tức tiên đạo thì hai vị trí tôn nổi tiếng nhất thế hệ trẻ liền lập tức ra tay, trông đôi gay gắt. Vù Cùng lúc đó, một đạo sĩ áo bào cho xuất hiện và đứng ở bên trong ao bùn, cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, rất nhiều cổ thụ đều bị nhổ tận gốc. Hắn không phải cố tình làm thế, chỉ là một loại khí thể của bản thân tự động lưu truyền mà đã đẩy bay toàn bộ tạp vật. Đây là một loại gió tự nhiên làm cho bản thân không dính một hạt bụi, không nhiễm bụi trần, có người cũng gọi đó là gió tiên, là thể hiện tiềm lực to lớn, đạo hạnh cao thâm của những người siêu thoát. Thì cố, hắn cũng tới rồi, mọi người ngạc nhiên, trí tôn trẻ tuổi của Thánh viện xuất hiện hắn rất trẻ trung nhưng tướng mạo lại rất bình thường, đồng thời trông cũng rất gàn bướng, không cười không nói, mặt không hề cảm xúc. Đây là một người đã mấy lần nhất bàn tựa như Phượng Hoàng tắm lửa sống lại, mấy lần đột phá cực cảnh đương thế Pháp, khủng khiếp đến cực điểm. Thích cố đạo huynh đến rồi, ta cũng tới tham gia chút náo nhiệt, giữa bầu trời, sương mù màu tím hiện lên, hơi thở an lành tràn ngập, bao phủ khắp nơi. Tử khí đồng lai Đây là khí lành cao quý không tả nổi cuồn cuộn ba vạn dặm. Rất rõ ràng, từ Nhật Thiên Quân cũng đã đến, trong trí tôn thì người này khi sinh ra đã là kỳ tài ngút trời phủ đầy sắc thái thần bí, cũng đã chạy tới hiện trường. Một tòa động phủ tiên gia lại làm cho mấy vị trí tôn trẻ tuổi mạnh mẽ dồn dập kéo đến, thực sự là khiến người ta giật mình không ngớt ta biết rồi, phủ đệ trong lòng đất của thư viện thiên thần rất có thể là do tiên vương lưu lại, truyền thừa của nơi này chắc chắn đủ để vang dội xưa nay. Có người suy đoán như vậy. trong lòng mọi người run lên, lập tức cảm thấy có đạo lý, dưới lòng đất nơi này có thể là bí cảnh tiên vương. ao bùn phát sáng, khí lành bốc lên tựa như là có thứ gì đó muốn trồi lên nên đã dẫn tới rung động rất lớn, tất cả mọi người đều cùng xông về phía trước, đều muốn tranh đoạt. kết quả. Bốn đại cao thủ đồng loạt ra tay, chân thân đại tu Đà chưa xuất hiện thế nhưng bình bát đã bay tới thu nạp thế giới, hơi thở tiên tăng minh mông vô tận rủ xuống khiến cho rất nhiều cường giả phải kính nể không dám tới gần. Tiếp đó làm tiên kết pháp ấn, thiên khung ầm ầm ép xuống, toàn bộ bầu trời lại biến hình trở thành một trang kinh văn đại đạo ngăn cản bên trên. Ầm. Uhm. Từ nhật thiên quân thì trực tiếp hơn, cách không va chạm cùng thích cố đạo nhân một trường lúc này gận sóng như đại dương khiến khắp nơi khiếp sợ. Cũng còn may, nơi đây có trận pháp, chặn lại được luồng gận sóng khủng bố này. a à, đừng chen lấn, đừng lên quá cao, có người đứng ra, duy trì trật tự. Người của tiên viện và thánh viện có thể đứng ở hàng đầu tiên, người của thư viện thiên thần đứng sau, loại thanh âm này khiến người của thư viện thiên thần thực sự tức giận. Rõ ràng, bốn vị trí tôn có thể hạ xuống đứng trong ao bùn, ở vào vị trí trung tâm nhất, nếu tiên phủ mở ra, có thể vọt vào trước tiên. Tiếp đến là người của tiên viện và người của thánh viện đến gần nơi đó, theo sát phía sau bốn vị cao thủ. Tuy rằng nơi này là thư viện Thiên Thần, thế nhưng học sinh của thư viện lại bị yêu cầu xếp ở phía sau cùng, không cho phép tới gần. Dựa vào cái gì, đây là thư viện Thiên Thần ta, sao các ngươi có thể đối xử chúng ta như vậy? Chỉ có hơn 10 học sinh của thư viện Thiên Thần không phục chỉ bằng thư viện thiên thần quá tệ, không một ai có thể đánh một trận với chúng ta, chỉ là hạng bếp, vận may chỉ dành cho người mạnh, người không có triển vọng phải tự biết mình, có người hèn mọn bị ổi nói. Có thể nói đây là một sự chế nhạo, nhưng đối với học sinh của thư viện thiên thần mà nói, thì đây còn là một sự nhục nhã, thực sự khó mà chịu nổi. Ở ngay nhà của mình, bảo vệ chính bảo tàng của mình, nhưng lại không có quyền khai thác, phải lùi tới phía sau cùng, khiến người ta cảm thấy bị khinh khi quá đáng nuốt không trôi cơn giận này. Rệt. Đang lúc này, bên trong ao bùn lao ra một luồng sáng mờ, bao quanh một vật, dẫn đến náo động cực lớn, bốn vị trí tôn trẻ tuổi cùng nhau ra tay. Kết quả, bọn họ lập tức xảy ra xung đột và chạm mạnh lẫn nhau. Làm tiên quyết đấu đại tu đà, thích cố quyết đấu từ nhật thiên quân. Những người khác muốn ra tay tranh cướp nhưng lại hơi e ngại, sợ chọc giận bốn vị trí tôn. Đúng lúc này, ở nơi xa nhất bên ngoài, từ trong số học sinh của thư viện Thiên Thần có một người đi ra, trong lúc giơ tay có ánh sáng trong suốt lưu chuyển, trực tiếp hút vật kia lại, nắm trong tay. Tất cả mọi người đều sững sờ, có người dám cướp đồ ăn trong miệng bốn vị trí tôn. Người này là ai, chẳng lẽ lại một vị trí tôn trẻ tuổi đến rồi, tất cả mọi người đều liếc mắt, đồng thời nhìn kỹ. Hắn, sao trông quen thế? Đây là, trời ơi, Hắn là người biến mất rất lâu, hoàng. Có người cá biệt nhận ra Thạch Hạo nên hét lên đầy kinh ngạc. Cái tên này đã rất lâu rồi không được người đề cập đến, trong vòng một năm sau khi hắn biến mất thì còn có người bàn tán, sau đó liền từ từ bặt tâm, hôm nay lại được người sướng lên, hoàng. Đúng là hắn, mọi người quay đầu lại, rất nhiều người đều đang nhìn chăm chú. Vô cùng quen thuộc, đúng là người kia, có điều so với trước đây hắn có thêm một sự bình thản, ít đi sự lộ liễu thêm nhiều sự trầm tĩnh. Ở đây có một nhóm tương đối người đã từng thấy hoang, lúc này đều lộ ra vẻ kinh ngạc, sao hắn lại xuất hiện. Trong nhận thức của mọi người, hắn đã mất đi vị trí trí tôn, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Không ai từng nghĩ tới, ngày hôm nay, hắn lại xuất hiện ở bên trong thư viện thiên thần. Đúng là hắn, hoang lại trở về rồi. Đi một cái chính là gần 3 năm, những ngày này hắn ở đâu, đang làm gì, rất nhiều người đều nghi hoặc trong lòng. Hoàng đã từng là trí tôn trẻ tuổi một đời đấy, chỉ là vì không có hạt giống hoàn mỹ nên đã xa sút bây giờ hắn trở về là có ý nghĩa ra sao, lẽ nào đã dung hợp thành công hạt giống đại đạo. Một số người kích động, đặc biệt là những người ở lại thư viện thiên thần kia, là những học sinh không được tiên viện và thánh viện vừa ý chọn lựa đi càng tỏ rõ vẻ hưng phấn thư viện thiên thần ta không phải là không có người, chỉ là trước nay chưa hề quay về mà thôi. Hiện tại một vị trí tôn thật sự đã tới, ngay cả cựu U Ngao cũng từng bại trong tay của hắn. Rồi hắn từng ăn miếng trả miếng với tiểu thiên vương, một số người cười to, vô cùng kích động. Bởi vì trong hơn hai năm vừa qua, thư viện thiên thần xa sút đến mức không ra hình thù gì, kỳ tài thực thụ đã được tuyển đi, cứ thế một đi không trở lại. Bên trong thư viện cũng đã không còn học sinh nào kinh diễm nữa, dưới áp lực của hai viện kia cũng chỉ có thể lờ mờ tối tăm, đã mất đi phong thái cùng hào quang vốn có ngày xưa. Thư viện Thiên Thần bây giờ rất biết điều, đây cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, bởi vì thực sự không hề có đệ tử nào xuất sắc cả, những người còn lại trong mắt của tiên viện thánh viện đều là gỗ mục, không thể điêu khắc được. Học sinh của Thư viện Thiên Thần không có chút địa vị nào, trước mặt đệ tử của hai viện không nhất nổi đầu lên, bởi vì không một ai có thể tranh đấu cùng đệ tử của Thánh viện và Tiên viện. Trong trường hợp đệ tử hai viện xuất hiện thì đệ tử của Thư viện Thiên Thần bị gạt bỏ, thậm chí bị quát tháo la dày, không được để mắt chút nào, thiếu sự tôn trọng nên có. Hoàng, đúng là ngươi, có người kêu to, vọt tới. Trong quá khứ, lúc thạch hạo còn ở thư viện thiên thần thì cũng chưa từng gặp gỡ những học sinh này tuy cũng gợi lên một ít xung đột nhưng đều tiến hành chiến đấu cùng một ít kỳ tài tuyệt đỉnh nói thí dụ như mấy người lục đà vương hy thế nhưng mà vật đổi sao rời chỉ có bọn họ cùng thạch hạo lưu lại những người được gọi là kỳ tài ngút trời kia đều đi rồi chỉ có một số ít người ở lại giữ thư viện nên dù cho là đối mặt thạch hạo đã từng rất xa lạ thì bọn họ cũng sinh ra thiện cảm vô hạn tựa như nhìn thấy tri kỷ vậy Thậm chí một số người còn mừng đến phát khóc, máu nóng sôi trào, không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài, bởi vì trước đó bọn họ thực sự đã chịu quá nhiều bất công và khuất nhục. Chẳng hạn như ngay lần này, ở bên trong thư viện thiên thần của mình, Lục Động phủ tiên gia dưới lòng đất sắp sửa mở ra thì đệ tử bên trong thư viện thiên thần lại bị quát mắng và bị buộc phải lùi về sau, không được đứng quá gần việc này khó xử đến cỡ nào thực sự vô cùng nhục nhã khiến người ta cảm thấy giận dữ và xấu hổ không đất dung thân nhưng cũng lại không thể làm gì bởi vì cũng từng có người không cam lòng và chống trả thế nhưng không thể không nói số học sinh không được tuyển đi này hiện nay thật sự không phải là đối thủ trong mấy lần xung đột không cần nói đến mấy vị trí tôn thật sự như từ nhật thiên quân thích cố đại tu đà mà cho dù thư đồng là tôi tớ của bọn họ cũng đều không hề ra tay, chỉ cần những người khác đứng ra cũng đã trấn áp hết những người này rồi. Có mấy người từng bị đánh đến phun đầy máu, bị vứt tại cửa của thư viện thiên thần, nhưng chỉ có thể nhẫn nhục, im lặng không dám hò hé, không thể nói đạo lý, kìm nén một miệng máu bầm, chán nản lùi về sau. Những người khác không xông lại nhưng đều đang rất hiếu kỳ, đó là những đệ tử thuộc về hai viện. Đối với Hoang, có thể nói ít có người không biết, lục hai, ba năm trước hắn cũng là một nhân vật nổi tiếng, từng có một loạt chiến tích huy hoàng như gặp gỡ và thu phục mặc đạo. Vị kỳ tài tu ra ba luồng tiên khí của thế giới một bờ khác là người hầu, còn đánh bại cửu U Ngao. Ở hai, ba năm trước, khi nhắc tới Hoàng rất nhiều người đều kính nể và mang theo vẻ sợ hãi, sợ đối địch với hắn. Chỉ là, thời gian thấm thoát, thiên tài lớp lớp, người dung hợp hạt giống cổ xưa hoàn mỹ lần lượt xuất thế, hắn còn có thể có địa vị như trước đây sao? chỉ sợ không còn nở may nở mặt như năm đó nữa bình tĩnh suy nghĩ rất nhiều người đều cho rằng thạch hạo nhất định đã mất đi sự huy hoàng của cảnh giới thiên thần bởi vì hắn thiếu mất một hạt giống cổ xưa vô thượng thạch hạo đã bị quấn lấy mười mấy người bên trong thư viện thiên thần vây quanh hắn sự nóng bỏng trong mắt khiến hắn có chút không chịu nổi đồng thời cũng làm cho hắn thở dài hai ba năm qua thư viện thiên thần quả nhiên bị người xem thường quá mức gặp đủ các chuyện bất bình đó là cái gì? Xa xa, rất nhiều người đều nghi ngờ nhìn chằm chằm vào tay Thạch Hạo. Khí lành bay bay, trong tay của hắn có một cái hộp bằng đá rất cổ điển, cũng rất thần bí, từng tia xương trắng tỏa ra, còn có ánh sáng tiên đạo tràn lên. Điều này làm cho rất nhiều người động lòng, đây là một cái hộp quý. Nó tự chủ lao lên từ dưới ao bùn kia, hiển nhiên đã thông linh, để trong lòng mỗi người đều nóng như lửa, ước ao sông thẳng tới cướp lấy. Ngay cả mấy người Lam Tiên, từ Nhật Thiên Quân, Thích Cố cũng đang hiếu kỳ, bên trong cái hộp đá kia chứa thứ gì. Thạch Hạo ước lượng một chút, lúc chuẩn bị mở ra thì vào lúc này chợt có người mở miệng nơi xa xa, nói, chậm đá. Người có chuyện gì? Thạch Hạo cũng không dừng lại, hứng hờ nghiên cứu cái hộp đá này, nó được ánh sáng chuyển động bao quanh, có một luồng khí an lành và cũng rất cứng rắn, hắn thử mở ra nhưng lại không được. Vì đạo hữu này, hộp đá là vật từ ao bùn bay ra chắc là đến từ động phủ tiên gia, là vật vô chủ, không thể thuộc về người được. Đây là một sinh linh hình người có vóc dáng vô cùng cao lớn. Trên đầu của hắn mọc ra một cái sừng màu vàng, cặp mắt cũng có màu vàng nhạt, tóc dài như ngọn lửa phát sáng, thân thể hùng vị cất cao làm cho người ta có một loại cảm giác ngột ngạt. Rõ ràng hắn đã nhận ra thạch hạo, biết người này chính là hoang dù cho trước đây chưa từng thấy qua vừa nãy cũng chắc chắn đã nghe được những lời bàn tán của người khác, nhưng hiện tại hắn vẫn tiến lên, vô hình chung đã cho thấy thái độ của mình. Mọi người lộ ra sắc mặt khác thường, bọn họ biết, người này đang dắp tâm làm chuyện gì đó, đây là muốn khiêu chiến uy nghiêm của Hoang, ước lượng thực lực chân chính bây giờ của hắn. Mặc dù lời nói của người này rất quyển chuyển, không có trực tiếp đánh thẳng mặt thế, nhưng loại tư thái kia, loại giọng điệu ấy, dù như thế nào cũng đều là cố ý ngăn cản. Nếu là vật vô chủ, người bảo chậm đã là có ý gì, đồ vật vô chủ rơi vào trong tay ta, liền coi như có chủ rồi, thạch hạo lạnh nhạt lướt mắt nhìn hắn. Sinh linh hình người có một cái sừng màu vàng này sau khi bị ánh mắt quét qua thì cảm thấy khiếp đảm, hắn giật mình trong lòng, tên hoàng này, lẽ nào vẫn rất khủng khiếp như trước, không phải là không có hạt giống đại đạo thích hợp để dung hợp hay sao? mái tóc dài như ngọn lửa trên đầu hắn rối tung, bên trong có nguyên màu vàng kim bắn ra tia sáng yêu dị, hắn vẫn không lùi bước ngược lại còn nhanh chân áp sát về phía trước, nói, nó là vật vô chủ, phải nộp lên trên, phải qua sự thảo luận của mọi người, sau đó mới có thể nói chuyện thuộc về ai. Rất nhiều người không lên tiếng, chỉ là ánh mắt xoay chuyển đứng đó xem cuộc vui, mọi người đều rõ ràng người này quyết tâm muốn chặn thạch hạo, không cho hắn lấy hộp đá trong mắt những học sinh thư viện thiên thần kia xuất hiện ngọn lửa tức giận, tất cả đều vô cùng phẫn nộ, chuyện này thực sự là khi người quá đáng, nếu như là đám người đại tu đà. Làm tiên đạt được hộp đá, người này dám cản sao? Người này nhìn thấy là Hoang đã trở về, lẽ nào cho rằng hắn không còn thần uy như năm xưa nữa nên cố ý tiến lên khiêu khích sao? Một người trong thư viện thiên thần cả giận nói, ngươi là kim giác tê của tiên viện đúng không? Ta biết ngươi, thần thông linh tê rất tuyệt vời, thân thể mạnh mẽ, Sức phòng ngự kinh người, có tiếng tâm nhất định, thế nhưng ngông cuồng như vậy thì khó tránh khỏi việc ngu rốt tiền thối, dựa vào cái gì ngăn cản người của thư viện thiên thần lấy bảo vật. Đạo hữu nói dẫn rồi, ta chỉ là tùy việc mà xét, để tạo sự công bằng thì nên làm như vậy mới đúng, lẽ nào ngươi cảm thấy người của thư viện thiên thần là có thể không tuân thủ quy tắc sao? Kim giác tê mỉm cười nói. Sau đó, hắn nhìn về phía quần hùng, nói, các ngươi nói có đúng không? lệ ra nên do mọi người đến bàn luận thuộc về ai, đây là một vật vô chủ, mấy vị đạo huynh cảm thấy thế nào? Đệ tử của Thư viện Thiên Thần tức giận, người này cũng thật là cố ý khiêu khích, cho rằng trong các đệ tử của Thư viện Thiên Thần không có cao thủ sao. Rất rõ ràng, mọi người đều có tư tâm, đã có người ngăn lại thạch hạo, không ít người trong số các cường giả đương nhiên không muốn bảo vật tiên gia rơi vào tay người khác, nên có vài người dồn dập hùa theo kim giác tê. Một vài người này đều gật đầu biểu thị đồng ý với lời của Kim Giác Tê, nếu là vật vô chủ nên do mọi người thương nghị mới có thể đưa ra quyết định. Nếu như là Đại Tu Đà, Tử Nhật Thiên Quân đạt được, các ngươi dám như thế sao? Đệ tử của Thư viện Thiên Thần trách mắng, đồng thời cực kỳ cáu giận với Kim Giác Tê, người này hoàn toàn là giang buộc ý kiến của mọi người. Hoàng, Thạch Huynh, rất xin lỗi, ta cũng không phải nhằm vào ngươi, nhưng chuyện này thật sự phải công bằng một chút mới được, xin ngươi giao hộp đã ra đi. Kim Giác Tê hơi mỉm cười nói, không chỉ ánh vàng trong đôi mắt sáng rực mà ngay cả da thịt đều phát ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, nói, người xem, đây là ý của mọi người, không phải ý nghĩ của một mình ta. Chúng ta đều hy vọng nơi đây an lành một ít, phòng ngừa chảy máu, để mọi người cảm nhận được sự công bằng. Đệ tử của Thư viện Thiên Thần nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi, Kim Giác Tê cũng thật là ra vẻ đạo mạo, lại nói ra mấy câu nói như vậy là ý của mọi người hay chỉ là ý của ngươi, cũng hoặc là ý của người phía sau ngươi, nếu như ngươi muốn liền đến lấy đi, Thạch Hạo khinh bị liếc nhìn hắn. Điều hiện của hắn rất bình thản, căn bản không xem những thứ này ra gì cả. Người có ý gì? Kim Giác Tê bị loại lạnh nhạt cùng với ánh mắt khinh bỉ của Thạch Hạo thiêu đốt tâm thần, khiến hắn sinh ra một cảm giác bị sỉ nhục. Một cái tên đã mất đi vinh quang ngày xưa lại coi thường hắn như vậy. Hơn nữa, ánh mắt của đối phương là trắng trợn, không một chút che giấu, cứ như là đang xem một người bị ổi và đê tiện nhất đang biểu diễn vậy. Trước đây ta nghe nói, bảo vật nơi này ai đạt được thì thuộc về người đó, hiện giờ ngươi lại thay đổi là đại biểu cho ai, đại tu đà, hay là Từ nhật thiên quân, hoặc là lam tiên, thạch hạo ngạo mạn nói. Kim Giác Tê rất muốn quát mắng phản bác hắn, bảo đây là ý tứ của mọi người nhưng lại sợ đắc tội bốn vị trí tôn nên không dám trực tiếp mở miệng trong lúc nhất thời không biết làm sao nếu muốn thì cứ đến lấy nếu không liền cút thạch hạo rất trực tiếp người kim giác tê đột nhiên biến sắc hắn chỉ là muốn thay người khác ước lượng một hoáng hư thực của thạch hạo thế nhưng hiện tại lại bị mất mặt nên lạnh giọng nói tốt lắm ta liền tự mình tới lấy đại diện các vị đạo hữu ra yêu cầu với ngươi ngươi chỉ là chính ngươi không đại diện được cho bất cứ người nào không nên khoe khoang cao thượng như vậy nếu không lúc nữa sẽ càng lúng túng hơn thạch hạo lạnh nhạt nói tất cả mọi người đều giật mình trong lòng, đây tuyệt đối là phong cách của hoang. trước đây không lâu nhìn hắn ôn hòa mà lại xuất trần, dường như thiếu đi nhuệ khí của quá khứ. bây giờ nhìn lại thì hắn trước sau vẫn chưa thay đổi. kim giác tê tiến lên, hắn vô cùng cẩn thận, hình dạng tăng vọt, thân trên đã hóa thành thần tê, thân thể to lớn cực kỳ ép người, da dày phát ra ánh sáng vàng nhạt lộng lẫy. cái sừng tê giác kia lại càng vô cùng ống ánh phát ra tia điện, còn có tinh khí thuộc tính kim loại cực kỳ khủng khiếp, anh kiếm lao ra. Thân dưới của hắn vẫn là thân thể con người, lúc này nhanh chóng vọt tới hỏng cưỡng đoạt lấy đi hộp đá, hắn đã phát động công kích. Ngay khi hắn tới gần thì Thạch Hạo mới cử động, dáng người phiêu giật, ra tay như điện, nhưng lại có một loại vẻ đẹp đánh về phía trước. Tới lúc ánh sáng rực rỡ hoàn toàn ẩn đi và bình tĩnh lại, chiếc sừng tê chẳng biết biến mất từ lúc nào. Trước mắt mọi người hoa lên, Thạch Hạo kết ra một loại pháp ấn cổ điển, nhảy lên một cái, đột phá lớp phòng ngự cấp giáo chủ của Kim Giác Tê, sau đó trong tiếng răng rắc, chém xuống cái sừng lớn của hắn. Yên tĩnh trong chốc lát, Kim Giác Tê phát ra một tiếng gào thê thảm, kinh thiên động địa, mặt đất nứt toác, những ngọn núi xa xa đều sụp đổ, đá tảng bay tán loạn khắp trời. Thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, nắm giữ thần năng đáng sợ, thế nhưng hiện tại lại vừa đối mặt đã đánh mất sự mạnh mẽ nhất của bản thân. Chính là chiếc sừng vàng mà hắn dựa vào đó để tạo nên tên tuổi của mình. Tất cả mọi người đều sững sờ, lúc này mới vừa bắt đầu mà đã lại kết thúc rồi ư? Chỉ một chiêu, Kim Giác Tê liền đau đớn đánh mất thần giác được nương tụ từ toàn bộ tinh hoa của mình. Dùng sức mạnh cảnh giới Thiên Thần phá tan phòng ngự của Kim Giác Tê, chém sừng của hắn, thủ đoạn cao cường, đúng lúc này, tiên tử áo lam đối diện mở miệng. Mọi người ngẩn ra, là Lam Tiên đang nhận xét, nói ra một trường hợp như vậy. Tất cả mọi người đều chấn động sức mạnh cấp thiên thần lại xuyên qua phòng ngự của cấp giáo chủ, chuyện này tựa như nói mơ giữa ban ngày, dù gì cũng là vượt qua một cảnh giới lớn đấy. Thú vị, dùng sức mạnh cấp thiên thần đánh vào điểm phòng ngự yếu nhất của cao thủ cấp giáo chủ, sau đó mượn sức mạnh của kẻ địch để cộng hưởng, đánh gãy chính cái sừng của địch thủ, Lam Tiến nói. Mọi người kinh ngạc, hoang lại là lấy đạo của người trả lại cho người, lợi dụng sức mạnh của kim giác tê bè gãy sừng của hắn, điều này rất khủng bố. Người, Kim Giác Tê đau đớn, dù gì cũng là vật mà hắn sẽ thành đạo sau này, nhưng cứ như thế bị hủy diệt, quả thực để hắn hối hận đến nỗi muốn tự sát. Người còn muốn đòi hỏi hộp đá nữa không? Thạch Hạo lạnh nhạt hỏi. Kim Giác Tê gầm lên giận dữ xoay người rời đi, hắn biết, Hoàng rất đáng sợ, dù cho không dung hợp một hạt giống hoàn mỹ thì bây giờ bằng hắn cũng có vẻ không đối phó được. Ai cho người đi? Nghe nói thịt thần Tê không tệ, Ngươi ở lại trước đá, Thạch Hạo nói. Kim giác tê kêu to sẩn cả tóc gáy, lập tức hóa thành hình dạng ban đầu, trở thành một con tê giác màu vàng như một ngọn núi nhỏ, xoay người bỏ chạy. Bởi vì, nó từng nghe qua một vài lời đồn. Những năm trước, khi hoang còn mạnh mẽ thì việc vui nhất là nấu nướng các loại kỳ chân dị thú, vô cùng đáng sợ, là một tên ma vương. Chạy đi đâu, thạch hạo ở phía sau khẽ nói. Đúng lúc này, trên không trung ngoài xa truyền đến tiếng gió thổi mạnh, đồng thời có ánh tím tỏa ra khắp nơi, một người trẻ tuổi mang theo khí tim an lành từ trên trời giáng xuống. Từ đồng, thủ ta, Kim Giác Tê hết lớn, thực sự đã bị dọa tới sợ chết khiếp, không nhịn được phải lên tiếng kêu cứu trước mặt mọi người. Hoàng Mặc dù đã rời khỏi nhiều năm thế, nhưng uy thế vẫn như trước, sau khi Kim Giác Tê đơn giản thăm dò một chút liền hoàn toàn sợ hãi. Tử Đồng là thư đồng của Tử Nhật Thiên Quân, có người nói khẽ, người đến chính là tên thư đồng mạnh mẽ đi theo Tử Nhật Thiên Quân. Kim Giác Tê, người đứng ở bên cạnh ta, ta xem ai dám động vào ngươi, thư đồng tên là Tử Đồng mang theo khí tim an lành đứng ở đó, rất có niềm tin lạnh giọng nói. Khóe miệng Thạch Hạo mang theo một tia cười gằn đi về phía trước, Kim Giác Tê này dám khiêu khích hắn, người lai sau lưng là tên thư đồng này, là người của Tử Nhật Thiên Quân. Tử Đồng, người lui về phía sau đi, Đúng lúc này, giữa bầu trời trở nên cực kỳ óng ánh, một vầng mặt trời màu tím ép xuống, vô cùng khủng khiếp. Bên trong mặt trời màu tím có một bóng người rất mơ hồ, tản ra gợn sóng thần năng kinh người, tựa như muốn ép vỡ núi sông trời trăng, chính là từ Nhật Thiên Quân. Người chính là Hoang, tuy rằng lần đầu gặp mặt, nhưng đã nghe tiếng từ lâu, từ Nhật Thiên Quân mở miệng,